Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lại test một cái máy là Gia Mini. Rồi. Công suất của máy là 0.5W. Rồi vùng làm việc của máy là 20 x 30 cm nhé. Có nghĩa là 200 x 300 mm. Rồi. Máy này thì em đã test rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần làm xong thì cũng phải test kỹ rồi mới gửi cho các bác được. Tránh cái trường hợp gửi ra rồi lỗi lầm thì lại mất công lắm. Đây, này em test trên cái gỗ nhá. Gỗ này gỗ Quê Kem. Tất cả các loại gỗ là nó đều khác được nhá. Gỗ mà sáng màu thì khác nó sẽ tối màu, nó đẹp. Còn gỗ mà nó đã tối màu rồi khác lên nó đen nữa thì hơi khó nhìn. Cho nên mọi người sử dụng máy thì nên cân nhắc cái đó. Rồi đối với cái máy này thì nó sẽ sử dụng là cổng USB nhá. Sử dụng từ WinXP, Win7, Win8, Win10 sử dụng được hết. Rồi. Em cho máy chạy nha. Đây. Bỏ phôi vô rồi bấm test size một cái. Đó, nó sẽ khoanh cho mình một cái vùng. Mình thấy ok thì mình khắc. Em làm lại bước nữa này. Đó. Rồi, lưu ý là cái sản phẩm của mình thì nên càng phẳng càng tốt nhé. Nếu mà sản phẩm mà nó bị cong thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng là mình khắc xong nó chỗ đậm chỗ nhạt đấy. Rồi, cho máy chạy nha. Cho máy chạy chế độ full mode này. Sẽ đốt từng chữ luôn. Sẽ đẹp hơn là cái kiểu quét qua quét lại. Cái kiểu quét qua quét lại thì mình khắc trên sáo thì nó sẽ đẹp. Tại vì sáo cái độ cong nó không đồng đều. Nên mình khắc kiểu đó thì nó sẽ đỡ xảy ra cái tình trạng bị bỏ bước, bị bỏ cái bỏ nét á. Rồi, máy thì mọi người cố định nhá. 4 cái ốc luôn. Thì tại vì cái máy nó rung nó khác với tốc độ cao lắm. Đó, một cái chữ không là nó đã lắc qua lắc lại rung lên. Đó, bắn 4 con luôn. Đây em test thì em bắn tạm vậy thôi. Mọi người nên nhớ cái đó nhá. Rồi cố định cái phôi cho nó chặt xuống. Nếu mà cái phôi mình nhẹ kiếm cái gì cố định được thì cố định. Rồi, đấy. Rồi. Cái này đi tốc độ tối đa nhá. Nếu mà muốn đi đen đậm nữa thì đi giảm lại. Để em đi giảm một lần nữa. Rồi. Cho nó đi qua bên này đi. Rồi, bấm test sai một lần nữa. Rồi, cho khắc lại nha. Cái này thì nó có nửa watt thôi, nếu mà mình đi càng chậm thì nó càng sâu và nó càng đen. Máy này chỉ thích hợp cho các bác ngoài sử dụng dạng như là gia đình thôi nhá. Còn mà hàng công nghiệp mà các bác làm dịch vụ thì các bác nên đầu tư những các loại máy công nghiệp ấy. Nó mới đáp ứng được cái thời gian mà khách hàng người ta yêu cầu. Rồi đây. Có 53 giây là xong một cái logo như vậy. Đó. Rồi, khắc được cả da này, gỗ này, che chúc khắc được hết nhá. Mika khắc được nhưng mà phải để cái lớp giấy lại nhá. Rồi. Khi em gửi máy thì em sẽ gửi cho mọi người một cái kiếng này, một cái cục nguồn này, lại một sợi dây USB. Đây. Mọi người kết nối sẽ dây USB vô đây, nguồn nhà bên này. Rồi lưu ý là không đẩy tay máy này. Muốn di chuyển cái đầu này thì lên phần mềm bấm nhá. Phần mềm thì mọi người nhận máy gọi video cho em. Rồi em sẽ vô em cài phần mềm và hướng dẫn mọi người sử dụng.
Nó sẽ mất tầm 15 phút là sẽ làm được thôi. Nó dễ làm lắm. Rồi, số điện thoại em để trên phần tiêu đề nhé. Mọi người mà có nhu cầu sử dụng máy thì cứ liên hệ với em. Em chỗ nào không hiểu thì em tư vấn thêm cho. Rồi, cái máy thì em quay tốc độ thực nhé, không có chỉnh sửa gì đâu. Quay sao là em đăng vậy luôn đấy. Mọi người cứ tự tính toán thời gian để xem coi có phù hợp với công việc của mình không nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.